Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Tom and Jerry. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi đây sẽ mở thêm số tấm thẻ ra. Trong này có cái gì ấy nhỉ? Một số cái tấm thẻ, cái này chúng ta sẽ nâng cấp thêm cho con chuột thôi. Thì mình đang có khoảng 7.400 đây rồi, mình có thể sắp mua một con mèo mới anh em ạ. Đây này này, có một con mèo mới, con mèo này giá là 9998, nó có một skill tạo thùng rác. Nói chung con này khá là hay, nhưng vấn đề là mình cũng chưa mua được. Con này có 7.400 này, con này thì là 9.900 này. Mình muốn mua cái con mèo hoang, cái mình chưa thử con mèo hoang bao giờ cả. Thì xem nào, chúng ta sẽ lấy thêm một ít phần thưởng ở đây. Mình đã cố gắng kết nối tới cái cái số điện thoại rồi, nhưng mà thấy như là nó sẽ lập lại nick mới thì phải. Không biết là sẽ kết nối cái điện thoại với số điện thoại với cái tài khoản cũ kiểu gì ta, không hiểu luôn. Thôi kệ nhá, cứ chơi đi anh nhở, xong rồi tính sau nha. Chúng ta sẽ hôm nay sẽ là chơi chuột đi. Chơi chuột đi để giao lưu với anh em đi. Anh em bảo là chơi chuột nhiều anh ơi, để có thể là chơi cùng với bạn bè ấy. Để tiếp nếu mà ai mời mình thì mình sẽ chơi cùng với họ luôn nha. Rồi ok, chiến thôi nha. Ui, con chuột này đẹp ghê ta. Con chuột gì đấy? Con chuột cướp biển kìa. Trang phục đẹp ghê. Thì nhớ anh em bảo là anh ấy muốn làm thì anh ấn vào cái chỗ game em có dấu cộng ấy, nhưng mà nó sẽ chuyển qua một cái trang của Trung Quốc và nó không cho thanh toán bằng thẻ quốc tế, thẻ Visa hoặc là thẻ Mastercard của mình. Không hiểu luôn, không biết là thanh toán kiểu gì. Xem có ai thanh toán hộ thì có thể là nhờ họ vậy. Rồi chúng ta sẽ vào thôi nhỉ, chiến thôi. Cho nó ở đâu đây? Ok, let's go. Mình đang ở dưới chỗ con chó. Thật ra con chó này nó cũng không tác dụng gì với con chuột máy cả, đúng không? Lấy cái này đã. Lấy cái này đã. Rồi ok, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chạy. Trốn và chạy thôi anh em. Ở đây là cửa cũ à? Tức là cửa mới cơ. Đây là cửa cũ nha. Yes. Đi thôi. Trốn. Ở đây nó sẽ có những cái tên lửa này. Phải rất cẩn thận nè. Ở trên này có một thêm một cái format 25 giây nữa là chúng ta để ta trốn. Có mình hỏi chấm ở đây. Mình không thể ăn được đâu. Trốn đây anh em ơi. Đấy, trốn đây thì đố đuổi theo được nha. Ten. Còn có 12 giây thôi anh em. Ấy. Chạy đây. Chúng ta sẽ đi mở map luôn. Chạy được không? Thanh niên kia chạy được rồi anh em ạ. Chạy được rồi. Ok, mình sẽ lấy một cái đập này nha. Lấy thêm một cái này nữa. Ok, mình sẽ đi vào đây. Sao đây luôn, tội gì đúng không? Chúng ta đang ở trên này đúng không? Từ từ nha. Đây, mình đang ở đây mà. Trời ơi. Có một cái bình đấy, ăn luôn. Từ từ nha. Nào. Chưa cần ăn bình vội anh em ạ. Có một cái bình tăng sức mạnh ấy, chúng ta có thể là ấy hơn, gọi là đẩy nhanh hơn chăng. Đẩy anh em ơi, đẩy trước đã xong rồi ăn bình sau nha. Có một người đang bị ấy rồi, có một con chuột đang bị đánh cho rồi. Đẩy nhanh ghê. Được một cái format rồi kìa. Cố lên nào, nó đang ở xuống dưới anh em ơi. Nó đang xuống dưới nha. Một thanh niên bị đánh rồi. Mình sẽ có một cái bình ở bên này. Có bình nào không nhỉ? Đã bị bắt nha, một thanh niên đã bị bắt nha anh em. Chúng ta có một cái bình ở đây. Từ, cho hết bình rồi. Ở dưới kia có một số bình. Chà. Cứu nó anh em. Tăng đi. Đúng rồi. Cứu rồi. Ngon. Cái gì đấy? Đừng bảo mất mạng nhé. Trên này anh em ơi. Cái này nó hơi xa.
Bên này mới là format này. Đây rồi, format đây rồi. Đẩy đấy, đẩy đã, đẩy đã, đẩy đã, đẩy đã, đẩy đã, đẩy đã, đẩy đã. Đâu rồi, hang chuột. Đẩy nhanh em ơi. Bọn kia sang ăn hết mấy cái bình rồi. Mình đang muốn tìm một số cái bình anh em ạ. Con chuột dưới kia đang làm nhiệm vụ đó chính là thu hút sự chú ý. Ư, cục xương kìa. Có cái cục xương kìa. Ô, có đồ mới à? Có đồ mới anh em ơi. Ok. Từ từ, bình tĩnh nào cưng. Ăn bánh sinh nhật á. Ăn bánh sinh nhật đã làm tốc độ di chuyển lên. Trên kia có một cái nha. Rồi anh em ơi. Có chó con. Hello cưng. Chó con kìa anh em. Ui, cho nhảy cao hơn anh em ạ. Khi được ăn bánh sinh nhật vào cái là nhảy như ngựa, phi như ngựa này. Holy shit. Tăng này phát. Tăng mỗi cái một thứ. Tăng mỗi cái một chút. Mày đâu đây? Ui ôi, trời chết rồi. Xa thế. Mèo nó. Nó lại phải xuống dưới kia rồi. Đây rồi anh em, xuống được rồi, chúng ta xuống được cái tầng hầm rồi nha. Chết với anh. Cố gắng đặt vào trong cái hang chuột đã. Đẩy nhanh nào anh em ơi, cố lên nào chúng ta. Còn một cái bên này. Đâu rồi. À, nó ở trên nha anh em, thấy chưa? Thấy chưa? Đẩy phụ. Thế nhưng đẩy phụ cái. Xong rồi, ok. Rồi, bây giờ phải lên thẳng đến kia anh em ạ. Mày lên trước đi, tao đi tìm cái lọ thuốc tao ăn cái. Ăn bánh sinh nhật luôn. Tăng độ di chuyển lên. Ui. Nhiều quả mắc cao luôn anh em ạ. Đây chẳng có cái gì cả ấy. Ở đây cũng không có cái gì luôn. Đúng rồi, ở đây không có bình gì nhá. Thôi vào đi. Mấy cái con chim kìa chắc chắn nó sẽ cho mình một cái gọi là bình từ thôi. Mình đang đợi con chim cái để cho mình cái bình. Mình thích ăn bình anh em ạ. Mình thích biến thành lực sĩ đi đấm vào cuối con mèo. Dĩ nhiên là thế rồi. Xong rồi. Bị bắt rồi. Ở đây bình ơi. Ây chết. Choáng. Ăn cái bình này trước. Ok, lên cứu, chết rồi. Chậm quá rồi. Đây rồi. Nó lại cứu anh em ạ. Mình nên đập nó anh em ơi. Đây. Để đập nó phát. Ăn cái này phát anh em ơi. Xong luôn, về luôn. Thắng luôn anh em ạ. Chẳng cần phải đập con kia. Dễ quá, một trận này siêu dễ luôn đấy. Chơi chuột thì ý chà. Mình nhìn ba. Đứng thứ ba trong team anh em ạ. Rõ ràng mình đẩy rất là nhiều cái luôn. Mà cho chỉ có 1.300 thôi. Đừng có 1.300 thôi anh em. Mình sẽ chơi mèo đi. Thấy bảo mèo sẽ khó hơn rất là nhiều. Ở đây có người mời này. Chơi luôn. Đâu rồi, anh em mời đâu rồi? Anh đang tìm anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ làm chuột nhá. Mình chơi với bạn tên là Holy 7 này. Đây, Holy 7 đây. Bạn này đúng không? Là bạn cướp biển đúng không? Ok. Uầy. Ghê ta, con chuột này xịn đấy. Yes, con chuột đấy là cực xịn. Con chuột mà cầm kiếm xong rồi chích chích vào đít của con mèo ấy. Làm sao mà nạp được game vào để mua mấy con đấy nhở? Mình đã tự hỏi sao mua con đấy bây giờ. What's low, ôi toàn chuột xịn anh em ạ. Có mỗi mình là chuột đều thôi. Ôi có một cái hộp này. Ủa quả bom à?
What the hợi. Ok, cho lấy FP rồi. Uầy, có cả bom, có một số cái đồ mới ghê ta. Nhờ. Uầy, có đồ mới này anh em. XP. Lên trên à, mình sẽ cần phải lao lên trên. Ôi có một cái hòm bảo vật này, tiếp ra đây luôn anh em ạ. Để tiếp mình. Ôi chà chà chà. Từ từ mình sẽ lên trên này đã. Trốn 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 trốn, nhiệm vụ chúng ta là trốn. Thế thôi, còn 10 giây nữa. Trốn bằng mọi giá, chỗ này là bị hỏng một lỗ này. Phải chạy rất chú ý luôn. Cái gì đấy? Cái hộp này, hộp ấy anh em ạ, hộp đều nó đấm mình đấy. Ăn đấm. Thôi còn mình sẽ cầm cái này. Ý, chà. Để đâu đây? Ném được anh em ạ. Cái này ăn đấm nhá, cái này ăn đấm nhá anh em, nhớ sẽ ăn đấm á. Format ở trên. Không có bình nhỉ? Cười không có bình ta. À, bình nó sẽ ở dưới kia. Cứ ăn format trước anh em ạ. Ok. Sao có một format nhỉ? Đâu rồi? Có một cái bình gì ở đây này anh em? Ok, tỉnh rồi, cái bình ấy khiến ta bị đơ như vậy, sao bị sửa say rượu. Ok. Xong rồi anh em. Đánh ok. Đúng rồi, chạy. Ăn bánh. Thôi anh em ơi, đi đẩy thôi, kệ nó. Ây da, cái này bị ấy ạ. Từ từ nha. Đâu rồi. Đẩy cùng nhau nào. Ném đi, đúng rồi. Thằng cứ cầm xương kìa anh em. Con này bị quay rồi anh em, bị quay rồi. Hát xì ơi. Thôi đi ơi anh em, té rồi. Cho nên té rồi. Chúng ta đang lừa. Ok. Ôi trời, bị bắt rồi. Happy. Ôi bị con chó đánh. Anh chạy đừng. Cứu, happy. Lần sau không nên chơi bọn nó nữa. Xa ghê ta. Ăn bánh em ơi. Ok. Ơ sao trên kia nó có một cái nhỉ? Em sẽ đi kiểu gì ấy? Tắt. Trên này có một cái này.
Trên này có một cái này anh em ơi, trên này có một cái ấy này. Rồi mình sẽ lên trên này. Ô oh! Về đi đâu ơi? Ok. Nào nào bảo vệ anh nào. Cứu ơi, anh em mình đi nào. Bây giờ mình lên trên kia. Rồi ôi. Từ từ nhá, mình sẽ lên trên này. Chỗ này nó cũng sẽ có một cái chỗ để vứt format vào. Đẩy 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 đẩy. Anh em cùng đẩy nhau. đẩy cùng nhau đúng không? Xong. Bây giờ easy game rồi. Yes, lên anh em. Đẩy chưa. Cái bình này là bình gì ấy nhỉ? À thì ra. Ôi ông cái bà kêu tỉnh dậy rồi. Ây ây chơi chơi à? Chơi ngu lấy tiếng anh em ạ. Ái chà, ái chà, ái chà, ái chà, ái chà. Chạy đi. Ăn súp á. Xem nào, ở đâu. Tìm mấy cái hộp ấy anh em, tìm mấy cái hộp ấy, đây này. Ui, tí em bị ăn đấm nha. Chờ. Đậu xanh. Tôi bị ấy rồi anh em ạ. Đang bị điên rồi anh em. Ok. Được rồi. bị ấy đẩy rồi. Hay. Nó ở ngay dưới nhá anh em. Thêm cái đĩa này. Có chó nhá. Cẩn thận. Cầm quả bóng này vào mà đẩy này. Hợp lý không? Từ từ chạy ra. Ui, cái gì đây? Cái gì nó khiến mình bị mất rồi đây? Cái từ nhá, từ có thể lấy được cái bình này không? Ôi lại bị ấy rồi. Ôi bị lag. Tự nhiên lên 500 ping, thôi xong rồi. Vẫn thắng anh em ạ, tiến lên 500 ping nhưng vẫn thắng. Anh em đánh cùng mấy bạn bè bắn bá cháy mấy nồi anh em ơi. Ông bạn đánh kinh quá. Holy 7 này. Bạn mình 2336 này. Và ok thì chúng ta sẽ kêu về nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Tom and Jerry. Xin chào và gặp lại. Bye bye.